Rồi, ok, em xin mến chào tất cả anh chị em đang theo dõi kênh của em ha. Thì hôm nay em có về một cái kênh, một cái lô mai chuyên thủy nu. Nu này là nu đột biến nha anh chị. Thì em quay để giao lưu cùng anh chị em và anh chị ủng hộ kênh bên em ha. Thì để đăng ký tham gia kênh của bên em nha. Đó, rất là đẹp luôn. Thì hiện tại thì nu này em cũng lọc tay chân cành cho anh chị nha. Rồi về anh chị nào có yêu thích á, thì cứ về lọc tiếp tục nữa ha. Còn nếu như không mấy thì mình trồng ha. Thì ở đây em lọc cũng có cái dáng cái thế sẵn để cho anh chị chơi hết rồi đó, ha. Cây rất là đẹp luôn. Nó cũng có lắc ha, có đỉnh ha. Chân cành số 1, số 2, số 3, số 4 gì có đầy đủ hết ha. Đó, thì em đã lóc sẵn như thế này chứ em không có lóc một cốt nha. Rồi về anh chị cứ lóc lại ha. Thì cây bên em là em bán là em bao ship toàn quốc cho anh chị nha. Đó, em có lóc sẵn gì ha, chừa tay chân cành. Về cho anh chị nghiên cứu lóc thêm ha. Chứ em không có lóc một cốt ngay chọt nha. Nu rất là dữ nha anh chị. Chung nu nha, chung nu. Nu này anh em kêu rất là nhiều tên. À, có một số anh em kêu là nu đột biến, có một số anh em kêu là nu mặt khỉ, có một số anh em là kêu là nu giống mới hiện nay, rất là nu nhiều. Mới diện lô nha anh chị ơi, anh chị nhớ là đăng ký kênh ủng hộ bên em ha, để em có được nhiều cái lượt tương tác ha. Đây còn một lô ha, em đang dọn nha anh chị ơi, rất là thơm luôn. Nu này rất là nhiều anh em gọi nên mình cũng không biết là kêu là nu gì. Rồi mến chào anh chị nha, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ bên em ha. Thì anh chị nào có ủng hộ lô này á thì liên hệ bên em là 0983 292921, số đó cũng là Zalo của em ha. Rồi mến chào anh chị, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ bên em ha. Rồi em mến chào ạ.